Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc đứt cáp tời làm 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương xảy ra tại công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên, chiều 24 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng để tiếp tục điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong quá trình 10 công nhân cùng di chuyển bằng máy vận thăng nâng hàng từ tầng 3 xuống tầng 1 thì bất ngờ bị đứt dây cáp dẫn đến rơi tự do. Trước đó, theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, vụ tai nạn xảy ra ngày 18 tháng 6, khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, công nhân Đỗ Danh Thờ, sinh năm 1975, trú tại xã Việt Yên, huyện Quốc Oai, đang ở dưới lán công trường xây dựng thì thấy mất điện anh Thờ đi lên phía sau công trường, khu vực để thang tời vật liệu. Để kiểm tra, thì phát hiện 10 người bị thương nằm dưới đất. Ngay lập tức, anh Thờ gọi một số người khác trong công trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Đến khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, do thương tích quá nặng nên ba nạn nhân không qua khỏi. Những người này gồm Nguyễn Đình Thờ, sinh năm 1976, trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Lò Văn S, sinh năm 2001, trú tại xã Trường Lương, huyện Mai Sơn, Sơn La. Nguyễn Văn Y, sinh năm 1988, trú tại huyện Bắc Mê, Hà Giang. Bảy nạn nhân còn lại bị thương đã được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện quân y 105 Sơn Tây. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Quốc Oai khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng công an thành phố Hà Nội, công an xã Đông Yên xác minh, điều tra. Sau gần 2 năm với nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương, 5 người là cựu cán bộ công an cùng hai chủ các cơ sở liên quan đã vướng vòng lao lý. Trước đó, tối mùng 6 tháng 9 năm 2022, lửa bất ngờ bùng lên tại lầu 2 karaoke An Phú, rồi nhanh chóng lan nhanh toàn bộ quán. Lúc này có khoảng 60 người, gồm khách và nhân viên ở trong. Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là chập điện trên trần nhà tại khu vực hành lang tầng 2 của cơ sở, sau đó cháy lan rộng ra cả tòa nhà. Người đầu tiên bị khởi tố bắt giam là ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chủ cơ sở karaoke An Phú. Ông này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng tiếp đó cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với cựu trung tá nguyễn duy linh cựu đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố thuận an về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị can này sau đó tử vong trong quá trình điều tra vụ án nên được đình chỉ điều tra cựu đại úy nguyễn văn võ cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố thuận an được phân công quản lý địa bàn phường an phú bị khởi tố để điều tra cũng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương theo quy định nhưng bị trả lại yêu cầu điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi tố bị can đối với cựu thiếu tá Phạm Quốc Hùng, cán bộ trực tiếp nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy, Vũ Trường Sơn Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở karaoke An Phú về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Đến cuối năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định truy tố các bị can nói trên, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương để xét xử theo quy định của pháp luật. Tháng 3 năm 2024, tòa đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung các vấn đề liên quan quá trình mở rộng điều tra lần mới nhất này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố bị can đối với phạm thị hồng cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an và nguyễn thành luân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái bình anh kết quả điều tra bổ sung xác định bà hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống phòng cháy của quán an phú do không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để xây dựng hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu nên Hồng đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh, sinh năm 1981, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thi công. Tiếp đó, bà Hồng bị cho là lợi dụng mối quan hệ với đồng nghiệp nhờ Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bình Dương nghiệm thu hệ thống phòng cháy đối với quán karaoke trên. Để hợp thức hóa, Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu. Sau đó bà Hồng đã đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến phòng cháy nhờ ký khống vào biên bản. Mặc dù công ty không phải là đơn vị thi công, Luân cũng không đến cơ sở karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu, nhưng do nể nang Hồng là cán bộ phòng cháy chữa cháy nên đã ký vào biên bản dưới mục đơn vị thi công. Như vậy đến thời điểm này đã có 7 người vướng vào vòng lao lý trong đó có 5 người là cựu cán bộ công an phụ trách các lĩnh vực liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, hai người là chủ các cơ sở liên quan trực tiếp đến vụ cháy. Khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 6, ngọn lửa bùng lên tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm, một ngôi chùa nổi tiếng ở Huế, tọa lạc tại 150 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do trong chùa chủ yếu là bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội, cột khói cao hơn 30 mét. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ, chính quyền địa phương dập lửa. Chùa Thuyền Lâm nằm ngay trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ nên lực lượng cứu hộ dễ dàng tiếp cận để khống chế đám cháy. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy. Sau hơn một tiếng, lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. Tại hiện trường, lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ tiến hành phun nước làm nguội, xử lý một số khu vực để phòng lửa cháy trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm hư hại nhiều đồ đạc. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Được biết, vụ cháy xảy ra lúc đêm khuya nhưng rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường để theo dõi lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa. Đến gần 0 giờ ngày 24 tháng 6, lực lượng chức năng vẫn còn ở lại hiện trường để triển khai công tác khắc phục hậu quả sau vụ cháy liên quan đến vụ nhà trường hủy kết quả trúng tuyển của học sinh vì chậm nộp học phí 2 ngày, ngày 24 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc đã có công văn gửi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory, gọi tắt trường liên cấp Victory, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo đó, với những trường hợp học sinh đăng ký tham gia kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 10, và đã trúng tuyển nhưng chậm nộp học phí. Sở đề nghị trường liên cấp Victory xem xét nguyện vọng của học sinh và gia đình, tạo điều kiện cho học sinh được làm thủ tục nhập học nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường liên cấp Victory tự chủ và tự chịu trách nhiệm về huy động, sử dụng quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục, đồng thời trường thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Trong thực tế có những vấn đề phát sinh, nhà trường cần có những hướng xử lý hợp tình hợp lý, mang tính giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong phạm vi quyền hạn và năng lực của nhà trường, nhưng vẫn đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và của ngành. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của trường liên cấp Victory về việc hủy kết quả trúng tuyển của học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Cụ thể, ông NQT, chú Hà Nội, phụ huynh nữ sinh NML sinh năm 2009, lớp 9A1 trường liên cấp Victory, có đơn kiến nghị nhà trường về việc bị hủy kết quả trúng tuyển vào lớp 10 của trường này. Ông T trình bày, ML đã học tập tại trường liên cấp Victory từ năm lớp 2 đến nay. Vừa qua, ML thi tốt nghiệp cấp 2 tại trường và được nhà trường thông báo trúng tuyển. Sau đó, gia đình ông T nhận được thông báo của trường về việc đến ngày 8 tháng 6 là lịch nhập học cuối cùng. Tuy nhiên, vì điều kiện nên ông chưa nộp học phí đúng hạn ngày 8 tháng 6. Đến ngày 10 tháng 6, ông T mới nộp học phí thì nhận được tin nhà trường đã hủy kết quả trúng tuyển của em L. Sau khi nhận được kiến nghị của phụ huynh T, ông Nguyễn Hoa Nam, hiệu trưởng trường liên cấp Victory có văn bản phản hồi rằng việc hủy kết quả trúng tuyển của em L là đúng quy định bởi theo thông báo nhập học đợt 1 của nhà trường, học sinh trúng tuyển cần hoàn thành các thủ tục nhập học và nộp một tháng học phí theo yêu cầu trong thời hạn quy định trước 16 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2024. Thời hạn này được thông báo tới tất cả phụ huynh và học sinh trúng tuyển. Trước khi hết thời hạn nhập học, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đã thông báo cho phụ huynh và học sinh L về việc cần hoàn thành thủ tục nhập học đúng hạn tuy nhiên phụ huynh em el không đóng học phí đúng hạn và cũng không có đơn hoặc trao đổi xin nộp chậm học phí nhập học gửi hội đồng tuyển sinh trước khi quá thời hạn nhập học hiệu trưởng nguyễn hoa nam khẳng định việc hủy kết quả trúng tuyển của em el là theo đúng thông báo nhập học đã ban hành để đảm bảo công bằng và minh bạch trong tuyển sinh đồng thời kiến nghị sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc xem xét vì nhà trường đã làm hết trách nhiệm với học sinh trúng tuyển hơn nữa, trường liên cấp Victory là trường tư thục phải tự chủ 100% kinh phí, nên nếu không đảm bảo số lượng học sinh, không đảm bảo nguồn thu sẽ không thể tổ chức tốt công tác giáo dục cho học sinh.